Hello, xin chào quý khách hàng của Lắp Body House. Cộng thêm là xin chào các anh em kỹ thuật của toàn quốc dấn thân vào cái lĩnh vực mà sửa chữa robot hút bụi nha. Ngày hôm nay Sang cũng thay mặt các anh em của Lắp để quay một cái video về tình trạng em robot hút bụi Roymi báo lỗi cái fan Innomo. Và đây là một trong những cái tình trạng mà xảy ra trong tháng 10, biết rằng là ngay mùa mưa rồi. Sẵn trong video Sang cũng sẽ khuyến cáo các quý khách hàng, nếu mà mình ở chung cư hay là ở nhà mình mà có cái lan can đồ này nọ, thì trước khi mà ra khỏi nhà thì nhớ vui lòng đóng lan can, đóng cửa sổ rồi này nọ lại để phòng tránh rủi ro những cái biến cố mà không mong muốn xảy đến ở trong mùa mưa này nha. Thì đây là tình trạng một em máy, mình nhận của kỹ thuật thôi, và nghe thông tin lại là em này chạy ra ngoài phía lan can ở trên cái chung cư của mình á, thì cái phần cửa sổ đâu ai đóng đâu, rốt cuộc đâu mưa nó tạt vào dính nước ở cái thành lan can nó rất là nhiều, thì em robot này chạy ra tới ngoài đó rồi nó hút lên luôn. Sau đó là thông báo lỗi, là thông báo lỗi của bật hút và không chạy. Mời các bạn đến đây để mà xem. Có một số cái lưu ý đối với cái dòng Roymi này, hy vọng là các anh em và cả bạn kỹ thuật mà gửi máy cho mình luôn á nên có thể lưu ý lại, là mốt khi mà mình tháo máy nha, có hai cái điểm mấu chốt ở đây là anh sẽ nói, lát hồi em sẽ nghe nha. Đây camera em sẽ nghe này, em sẽ quay gần một tí xíu để nghe tiếng rõ hơn nha. Như đây là tình trạng mà mình sẽ phải chạy ra, con robot này nó sẽ chạy ra khỏi dock và sau đó nó sẽ thông báo lỗi đó. Đây Innomal, đây đâu rồi, trên app nó thông báo. Camera ơi, anh không biết sử dụng cái điện thoại của em, thấy không? Đây là thông báo lỗi của em Roymi này, khi mà cái cụm quạt hút của nó lỗi hoặc rằng là máy nó không nhận tín hiệu từ cái cụm quạt hút, không thể hút được. Thì đây này, khi mà tháo ra thì trong tất cả các video Sang đều nói luôn là mình cố gắng mình tháo pin ra để mà cách ly trước hết nhất nha. Kế tiếp nữa, tháo ra cái thành này ra, đã tháo hết rồi, mình đang giả lập lại thôi. Các con máy kia nó không có điểm gì phức tạp để mà khó tháo cả, nhưng mà đối với cái em Roymi này thì đây các bạn kỹ thuật ơi, giờ đây mình coi nhé. Khi mình tháo lên á, mình tháo cẩn thận và tháo nhẹ nhẹ lên thôi, bởi vì phía trong đây này các bạn thấy do thiết kế của thằng Roymi này, các cái đường dây của nó hầu như ra mà nói là thiết kế vừa đủ không à. Chính vì cái điều đó mà gây ra cái tình trạng rằng là tháo ra, nếu mà không để ý tháo một cái bực lên giống như trên một số con máy mà nó cứng ngàm á, mình tháo bật lên một cái là ngồi đó ăn hàm luôn á nghe. Cái này Sang xin nhắc mọi người, đây là dây cáp dùng để cho các bạn điều khiển, còn đây là sợi cáp dành cho cái LDS, còn cái sợi dây màu đỏ liền đây là dành cho cái bộ phận khúc xạ ha. Thêm một cái vấn đề lưu ý nữa cho em kỹ thuật luôn, đây em ở đây để camera, bữa nay mình có chụp hình đúng không, đây này. Thì như anh nói á, trên thiết kế của con Roymi này hầu như cái đường dây của nó là luôn đều đặn hết trơn cả. Trong quá trình bữa nay anh gắn vào anh có nhìn thấy này, đây là hình ảnh lúc ban đầu dán băng keo đen nha. Có phải như là em sắp dây vào lại, sắp lại nhưng mà sắp không kỹ, nó gây ra một cái chuyện là khi mà đóng cái nắp này vào này, cái phần ngàm, cái phần dây nó đứng ở trên đây và nó chạm với cái phần ngàm này một cái gây ra tình trạng đứt dây không, rồi mình nối lại bằng cái sợi dây băng keo đen đúng không. Như vậy mình càng kỹ thì càng tốt nha em nha. Bởi vì á, nếu như mà cái này mà nó chạm cái nữa, tự nhiên đâu máy nó đang chỉ hư cái cụm động cơ hút không thôi, mình sẽ phải xử lý luôn cả về cái phần công suất của lo nữa, có phải như là tự mình làm khó mình luôn không. Có một cái điều rất là hay đối với con robot Roymi này thì các anh em Lắp á cũng thay thế xong rồi, nhưng mà phải tháo ra để mà hướng dẫn lại cho cái cậu em kỹ thuật đó. Như em nhìn thấy này, khi mà mình cầm cái cụm động cơ hút của nó ra, nãy giờ nó đang trong máy do tình trạng của cụm này lỗi đây, mình nhìn thấy nó rất là sạch sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng mà khi mà tháo ra đây này em coi, cái mặt phía dưới nó xét tan, cái cụm động cơ rotless như thế này là coi như thua và bỏ, khỏi cần phải sửa chữa gì hết, mình cứ thay mới nghe em nha. Có một cái vì sao đối với những cái con dòng Xiaomi MOB rồi nọ hay là mấy con Roborock á, cụm động cơ của nó vào nước á, thì ở phía trên đây nó sẽ tan và xét, cộng thêm nữa IC nó cháy nổ thôi. Còn đối với lại cái em Roymi này thì cái phần mà cháy nổ và xét rồi nọ thì nó lại nằm ở đây, cho nên nó khuất tầm nhìn của mình, anh em thợ của mình sẽ lưu ý cái việc này nha. Do thiết kế của nó nha, anh em nhìn thấy đây này,
để mình gác lại cái này. Đây, các bạn mường tượng nha, thì đây là cái cụm hút đi vào, đây là cái cụm hút đi vào, đây là cái họng thổi của nó ra. Khi mà vô tình mà con robot mà nó hút nước vào tới máy á, thì có phải như do cụm hút này nó đang đặt nằm ở phía dưới thì toàn bộ nước rồi nó sẽ nhiễu xuống dưới. Đây nè, camera em sẽ quay giúp giùm anh nè. Mọi người có thấy rằng là đây là nó có hiện tượng nước sau khi mình hút xong nó lớn vòng dưới đây không? Thấy chưa? Thì cũng may là nó lớn không có nhiều. Chứ nếu mà để nhiều và lâu mà nước này nó bốc hơi lên, nó gây ra tình trạng ẩm mạch thì có thể là khiến cho tình trạng nó sẽ khó xử lý hơn. Còn đối với hiện tại khi mà khách hàng mà vừa bị mà hút vào nước á, mà đã đưa đến cho các anh em kỹ thuật mình tháo ra vệ sinh và kiểm tra rồi nọ, mình nhìn thấy lỗi từ ngay lúc ban đầu như thế này thì đã quá tuyệt vời rồi. Xử lý đó là nhanh. Đối với cái con máy của ngày hôm nay, khi mà lắp sửa chữa cho em á, là chỉ có thay cái cụm động cơ hút thôi nha. Rồi ngoài ra để cho chạy và không thấy phát sinh các cái tình trạng lỗi nào, ví dụ như là sạc nè, hay là gì, hay là loa không kêu rồi nọ nghe. Đây, anh là anh dặn trước, mình làm mấy cái món đồ điện tử này kỹ được thì kỹ nghe em nha. Nhất là mấy sợi dây này, mình sẽ đi cho nó vào ngàm hết. Mình mà đi không kỹ, nhất là mấy cái sợi dây này nữa, mình mà đi không kỹ cho nó vào đúng cái ngàm á thì đắt hồi. Anh cũng đã từng bị luôn rồi. Một con máy là đó là cái con mà Hitachi RX máy á, thật ngu thì phải chịu. Lần đó sau khi mà anh sửa máy xong, mò mấy ngày trời luôn, sau khi mà sửa máy xong đóng vội vã để mà kiểm tra mà test đồ nọ, rốt cuộc đâu lại giống y chang em vậy. Dây mình không có để vô cái phần ngàm cho chính xác lúc mà mình đóng máy xuống á, thì nó gây ra đứt dây chạm. Nhưng mà chạm của anh là chạm chết luôn nguyên con máy, làm anh phải đền, chứ không phải là chạm chỉ có mình cái loa như thế này. Sửa xong ở cái từng cái tình trạng á thì mình có thể test rồi mình ráp rồi mình test nó sơ bộ ở trên bàn nha, coi nó còn thông báo lỗi hay không. À quên nữa, còn các anh em và kỹ thuật nào mà đang bị vướng phải cái bước mà đóng pin, dòng pin Roymi này hiện tại nó đang có IC nhớ và các anh em không đóng được, có thể liên hệ với lại Lab Body House sẽ có hotline hỗ trợ riêng cho mình nha, là 0708096600. Bạn kỹ thuật sẽ tư vấn cho mình cái cách đóng pin hay cái này kỹ thuật nha. Và bây giờ mình test lại cái tình trạng lỗi, coi nó còn có báo là fan normal không nha. À, lại báo thiếu cái dustbin. Trời ơi, nghe tiếng hút rồi. Mấy cái bệnh thông thường và lỗi như thế này á, thì nghĩ là các anh em kỹ thuật ở hãng hay là các bên mà trung tâm buôn bán rồi nọ có thể tự động thay thế được cho khách hàng. Nhưng mà nên lưu ý một cái vấn đề, một cái đang làm mình làm thì mình sẽ nên kỹ một tí xíu. Cộng thêm một cái chuyện nữa, khi mà mình tiếp nhận máy của khách hàng thì nên rõ một cái chuyện, báo khách hàng cố gắng là phải đợi 1 đến 3 ngày. Không phải là do mình làm lâu đâu, mà phải kỹ càng hơn. Ví dụ như trong quá trình mà máy nó bị vào nước đi, mình sửa chữa xong rồi mình cũng nên phải để cho nó thử test sạc rồi thử test vận hành, coi còn có bất kỳ cái tình trạng nào mà lỗi nữa hay không, sẽ báo ra cùng một thời với lại khách hàng luôn để mà khách hàng có thể chuẩn bị được tâm lý, không tránh đi cái chuyện trường hợp là mình cứ ham cứ thích làm nhanh, chạy theo doanh số chỉ tiêu rồi nó đừng. Mình phải nên làm kỹ cái đã, test xong ổn định rồi chắc chắn rồi mình giao, lúc đó về nhà khách hàng cũng an tâm hơn nữa. Chứ mới vừa thay thấy vậy xong rồi, xong rồi trả máy, rồi về nhà lắc hồi chạy, có thể là phát sinh lỗi. Ví dụ như đi nha, cái loa về nhà cái đường dây đó mà nó chạm là loa nó không kêu, khách hàng cũng sẽ nhắn tin hỏi. Rồi anh cũng từng nhìn thấy ở trên con này tối ngày cứ reset wifi miết luôn, đây chỉ thay có cầm động cơ hút không à, không lẽ bị dính lỗi reset wifi đúng không. Cho nên mình càng kỹ càng tốt, cứ test ra hết lỗi đi rồi mình giao cho khách hàng.
ngay cả đây anh cũng xin dặn các anh em kỹ thuật luôn, em cũng xin dặn các anh em kỹ thuật luôn, khi mà mình tiếp nhận robot hút bụi của khách hàng mà sửa chữa thì phòng trừ đi cái trường hợp là mình bị lộn pin, hoặc là robot của khách hàng đã sử dụng 1-2 năm rồi, pin của họ bị chai rồi, cuối cùng đâu đem đến cho mình sửa xong cái về và mình chỉ còn sử dụng được có 20-30 phút thôi, khách hàng họ cũng sẽ phàn nàn. Thì thôi, thay vì đó là mình cứ cố gắng, mình rạch rồi từ ngay lúc ban đầu, mình kỹ ngay lúc ban đầu thì pin này của anh chị em trả đúng cho anh chị thôi đó, thì lúc đó sẽ không có những cái biến cố gì xảy ra trong quá trình mình sửa chữa cả đó. Đó thì đây là hết video rồi, xin cảm ơn quý khách hàng và các anh em kỹ thuật đã dành cái thời gian của mình để xem hết video này của Lab 32 quay và cũng như là nghe sang tâm sự nhé. Khi gặp các cái tình trạng về lỗi robot hút bụi của Roy Mi, các bạn có thể liên hệ với lại hai số hotline là 0708096600 đối với lại kỹ thuật của Lab 32 Hồ Chí Minh và 0708096611 đối với phòng lắp kỹ thuật của Body House ở ngoài Hà Nội. Các cái phần linh kiện để mà sửa chữa robot Roy Mi á, các bạn có thể vào website DMZ hoặc là fanpage của Lab Body House để mà xem ở trên đó nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.